Giữa lúc mặt trận miền đông Ukraine đang tiếp diễn ngày thêm khốc liệt và khả năng Nga mở đợt tấn công vào mùa xuân đang đến gần, thì xuất hiện câu hỏi, quân đội Ukraine liệu có đủ đạn dược để tiếp tục cuộc chiến? Vấn đề cấp bách được đặt ra như vậy sau khi Tổng thư ký khối NATO cảnh báo về tình trạng nhịp độ sản xuất vũ khí đạn dược của các nước trong liên minh không theo kịp mức độ tiêu thụ của Ukraine. Nền công nghiệp quốc phòng của các nước phương Tây giờ phải lao vào cuộc chạy đua với thời gian để đủ cung ứng đạn dược cho Ukraine. Trước thềm cuộc họp, các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương bàn về việc tăng tốc độ sản xuất và cung cấp vũ khí đạn dược giúp Ukraine kháng cự với đợt tấn công lớn sắp tới của Nga. Tổng thư ký Jens Stoltenberg công khai nêu ra những thách thức đối với ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây về cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông John Stoltenberg, quân đội Ukraine tiêu thụ đạn dược nhiều hơn cả khả năng sản xuất của công nghiệp quân sự châu Âu và Mỹ. Các nước đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn còn dự trữ, nhưng bây giờ các tập đoàn công nghiệp hiểu rằng họ sẽ có nhiều đơn đặt hàng và hợp đồng lớn về lâu dài, và từ giờ họ đã có thể tăng tốc độ sản xuất và đầu tư, theo xác nhận của một số nước thành viên NATO. Còn theo Tổng thư ký NATO, vấn đề càng trở nên cấp bách khi mà cuộc tấn công mùa xuân của quân đội Ukraine trên thực tế đã bắt đầu. Ông Jens Stoltenberg nói, việc Nga làm bây giờ là đưa hàng nghìn quân bổ sung, chấp nhận tỷ lệ tổn thất rất cao và chịu thiệt hại nặng nề nhằm tạo áp lực với Ukraine. Những thiếu hụt về chất lượng được Nga cố gắng bù lại bằng số lượng, phải khẩn cấp trang bị thêm vũ khí cho Ukraine. Chúng ta giao vũ khí, đạn dược, các phụ tùng thay thế, nhiên liệu cho mặt trận Ukraine càng nhanh, thì chúng ta càng cứu thêm được nhiều nhân mạng và củng cố tốt hơn nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này. Các nước NATO cũng sẽ dần dần đào tạo binh sĩ Ukraine để họ bỏ thói quen từ thời Liên Xô dùng đạn dược không tiếc tay. Một cuộc chiến tranh cường độ cao và kéo dài tròn gần một năm, như ở Ukraine, ngốn một lượng khí tài đạn dược rất lớn. Chưa có con số thống kê chính xác nào, nhưng theo một nguồn tin quân sự Pháp được AFP trích dẫn, trong tháng 7 năm 2022, mỗi ngày quân Nga có thể đã bắn tới 50.000 quả đạn pháo, trong khi đó con số phía Ukraine là 6.000 đạn. Mức tiêu thụ đạn của Ukraine tăng vọt kể từ khi mở các đợt phản công từ cuối tháng 8 năm 2022. Quân đội Ukraine sẽ còn cần hỏa lực lớn hơn gấp nhiều lần để có thể chống lại các cuộc tấn công của Nga trong những tuần tới. Từ đầu cuộc chiến tranh đến nay, người ta đã thấy các lãnh đạo Ukraine luôn đề nghị các đồng minh cung cấp thêm vũ khí, đạn dược. Các nước phương Tây cũng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Kiev, nhưng dường như khả năng cũng bắt đầu tới hạn. Riêng Hoa Kỳ đã cấp cho quân đội Ukraine hơn 1.600 tên lửa phòng không Stinger, hơn 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, theo con số của Bộ Ngoại giao Mỹ. Con số này tương đương với sản lượng tên lửa Javelin trong 5 năm và Stinger trong 13 năm. Như xác nhận hồi tháng 12 năm 2022 của ông Greg Heyer, lãnh đạo tập đoàn Raytheon. Để có thêm đạn dược cho Ukraine, tập đoàn này đã phải hợp tác để tăng sản lượng tên lửa Javelin lên 400 quả mỗi tháng. Một ví dụ khác, tập đoàn Nestor của Pháp có sản lượng hàng năm khoảng vài chục nghìn đạn pháo 155 ly, cũng đang gần như chạy hết công suất, theo một quan chức cao cấp quốc phòng Pháp. Từ sau khi bức tường Berlin bị phá bỏ cách đây 30 năm, các nước phương Tây đều cắt giảm chi tiêu quốc phòng, ưu tiên cho phát triển kinh tế thời hậu chiến tranh lại. Các ngành công nghiệp chiến tranh ở các nước phương Tây chỉ còn hoạt động cầm chừng, bảo đảm khả năng phòng thủ tối thiểu hoặc phục vụ mục đích thương mại cho những cuộc xung đột nhỏ lẻ ở nơi này hay nơi khác. Cuộc xung đột ở Ukraine thì có quy mô hoàn toàn khác. Chuyên gia William Anbaker thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế khẳng định, ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây về đạn dược, hỗ trợ hậu cần, đào tạo tổng thể không đáp ứng được với thách thức hiện nay. Ông nhấn mạnh phương Tây có kế hoạch không chỉ cho Ukraine mà còn cho các vấn đề trong tương lai như Đài Loan và nhiều cuộc chiến tranh khác có thể xảy ra. Không lâu sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu vấn đề khởi động nền kinh tế chiến tranh, nhưng điều này không hề khả thi với Pháp cũng như các nước châu Âu khác, khi mà kinh tế thời bình cũng đang lao đao sau liên tiếp khủng hoảng, dịch và lạm phát. Việc Ukraine rơi vào tình trạng khan hiếm đạn dược đã được báo từ trước.
các bộ trưởng quốc phòng của NATO họp sẽ phải tìm ra giải pháp tiếp viện đạn dược cho Kiev, ít ra là trước mắt. Cuộc chiến tranh hao mòn tại Ukraine giờ đang mở ra một mặt trận mới cho phương Tây, đó là cung cấp vũ khí đạn dược cho Kiev. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.